2K6 xuất phát sớm, đừng quên like và share video để nhận bộ tài liệu tác giả tác phẩm miễn phí nhé. Rồi, đối với Hoàng Phủ Ngọc Tường, đối với ai đã đặt tên cho dòng sông thì có lẽ là chúng mình sẽ ghi nhớ nhanh cho chị những từ khóa sau đây. Ok không nào? Rồi, cùng với chị ghi cái tiêu đề này đã nhá. Rồi, để chị. Chị gõ máy thì chậm, thế nên là các bạn ơi, thao hồ mà ghi nhá. Đỡ mỏi cánh và cũng đỡ gãy tay và bút cũng đỡ hết mực. Ok không nào? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Nếu như ở đây chị có thấy một câu hỏi của bạn Tiên đó, à của bạn Dũng đúng không? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Rồi cuối cùng thì ai đã là người đặt tên cho dòng sông thì một xíu nữa chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cuối cùng ai là người đã đặt tên cho dòng sông, và cái câu hỏi này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào nha các bạn nhá. Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường? Chị sẽ viết tắt phần này, được chưa nào? Giống như chị Hiên có nói với chúng mình, có lẽ viết về Huế hay nhất thì phải kể đến Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và đối với Hoàng Phủ Ngọc Tường thì các bạn chỉ cần nhớ cho chị những cái thông tin sau đây để chúng mình có thể viết được phần luận điểm 1 nếu như chúng mình rơi vào đề phân tích một đoạn trích trong Ai đã đặt tên cho dòng sông, hoặc là chúng mình có thể dùng để làm chất dẫn trong phần mở bài các em nhé. Trước tiên chúng mình cùng với chị tìm hiểu về tác giả. Một nhỏ này, tìm hiểu về tác giả. Trong phần thông tin của các tác giả thì các em nhớ cho chị ý đầu tiên, Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937 và sinh tại thành phố Huế. Và chị nhấn mạnh cái nơi mà Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ra, đấy là Huế thương, đấy là Huế mộng mơ. Và dường như cả cuộc đời của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gắn liền với Huế. Chính vì lẽ đó mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng chia sẻ như thế này khi mà được hỏi về Huế và sông Hương có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp sáng tác của ông. Thì ông có viết như thế này: ký ức về sông Hương luôn trọn vẹn và đẹp đẽ trong trái tim của tôi mỗi khi nhớ về. Những kỷ niệm thời thơ ấu như những đêm nghe ca Huế, dù đã cách nay hơn nửa thế kỷ nhưng tôi vẫn không thể nào quên. Ngày đó, những đêm ca Huế không có sân khấu đèn màu, không micro, nghe người ngồi bệt dưới nền đất để thưởng thức âm nhạc. Những kỷ niệm dung dị đó đã ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời, những năm tháng mà tôi xa sông Hương sau này. Để bài ký đầu tiên trong cuộc đời sáng tác của tôi là về con sông quê hương. Và cũng có thêm một lần nữa thì Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng đã từng chia sẻ về tuổi thơ của mình đã gắn bó với Huế thương, gắn bó với Linh Giang huyền ảo như thế nào. Ông nói rằng, ngoài những giờ lên lớp, mỗi ngày tôi đều tắm sông cùng nhóm bạn học cùng. Ngày nào không ra sông, tôi thấy hụt hẫng và thấy thiếu một thứ gì đó. Và chính vì cái tuổi thơ và dường như cả cuộc đời gắn bó với Huế thương đến như thế, thế nên rằng chính đó đã nuôi dưỡng cái mạch văn chương trong tâm hồn của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thế nên rằng khi nói đến Huế thì các bạn chú ý cho chị, Huế chính là cái mạch nguồn nuôi dưỡng văn chương, mạch nguồn nuôi dưỡng văn chương cho tác giả, được không nào? Thì các bạn nhớ cho chị phần này. Và ý số 2, các bạn nhớ cho chị về Hoàng Phủ Ngọc Tường, đấy chính là một nhà tri thức yêu nước, có hiểu biết sâu rộng về lịch sử, về văn hóa và về địa lý của xứ Huế. Là một tri thức, một tri thức có hiểu biết sâu rộng, nhớ là sâu rộng nhé, vừa sâu vừa rộng về tất cả các khía cạnh, đấy chính là địa lý này, đấy là lịch sử này, đấy còn là văn hóa của Huế. Nhớ hai cái này là đã quá ok rồi. Nhớ cho chị hai cái từ khóa này, hai cái ý này để chúng mình nói về tác giả, nói về Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhưng đây là phần tiểu sử và con người, nhưng mà ở đây chị vội quá, chị sợ là chị nói chậm, thế nên các bạn lại bảo là chị nói chậm quá, em lại buồn ngủ. Thế nên các bạn bổ sung cho chị cái phần A nhỏ ở đây, chúng mình tìm hiểu về tiểu sử và con người nhá. Trong phần tiểu sử và con người thì các bạn nhớ cho chị hai ý này là rất là ok rồi, được chưa? Đó, nhớ cho chị hai ý này nhá. Rồi, sang phần B quan trọng hơn đây, chú ý vào đây cho chị. Đấy chính là sự nghiệp sáng tác.
Các bạn nhớ cho chị, khi nói về sự nghiệp sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì dường như cái sự nghiệp sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường nó gắn với những con sông hoài niệm, gắn với những dòng sông, gắn với những kỷ niệm về dòng sông. Và chính vì lẽ đó thì chúng ta thấy được rằng cái không gian nghệ thuật mà Hoàng Phủ Ngọc Tường viết trong những cái sáng tác của mình, đấy là không gian của dòng sông Hương, của dòng sông Linh Giang huyền ảo và rộng ra. Cái không gian mà Hoàng Phủ Ngọc Tường tìm về để viết trong những cái sáng tác của mình, đấy chính là không gian của xứ Huế. Ok chưa nào? Cái ý đầu tiên khi nói về sự nghiệp sáng tác, dường như trong tất cả các tác phẩm, dù là bút ký hay là thơ, thì dường như cái không gian xứ Huế này đã được đi vào trong cái sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường rất là nhiều và dường như đã trở thành một cái nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với tác giả. Đó, ý số 2, các bạn nhớ cho chị, nếu như Nguyễn Tuân vào năm 1938 thực sự thành công với cái thể loại sở trường của mình, đấy chính là tùy bút, thì Hoàng Phủ Ngọc Tường thành công với thể loại bút ký. Thể loại sở trường ở đây là bút ký. Nhớ cho chị cái điều này, thật là nhớ, bởi vì chị thấy là cũng có rất là nhiều bạn không phân biệt được hai tác phẩm về dòng sông đâu. Có bạn thì nhầm tùy bút thành bút ký, có bạn thì nhầm bút ký thành tùy bút của hai tác giả này đấy. Thế nên nhớ cho chị nhá, Nguyễn Tuân thành công ở với cái thể loại sở trường là tùy bút. Còn đối với Hoàng Phủ Ngọc Tường thì đấy chính là bút ký. Nhớ cho chị điều này để tránh nhầm lẫn với cái thông tin cơ bản nhá. Và dường như sự nghiệp sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường được ví như một dòng sông. Và dòng sông này thì cũng độc đáo vô cùng, luôn miệt mài, luôn chăm chỉ để có thể sáng tác ra những áng văn hay, những dòng thơ hay cho đời. Thì các bạn có thể dùng cho chị một cái từ khóa, nếu như chúng ta viết về Hoàng Phủ Ngọc Tường, nói về sự nghiệp sáng tác, thì có lẽ là sự nghiệp sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường gắn với những con sông, gắn với những dòng sông. Và dòng sông này không có dòng sông nào khác ngoài dòng sông Hương, ngoài dòng Linh Giang huyền ảo mơ mộng của xứ Huế thương, gắn với những dòng sông mơ mộng, gắn với những cái kỷ niệm thân thương nơi mà đã sinh ra nuôi lớn để cái nguồn mạch văn chương cho Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thì đấy là các bạn chú ý thêm cái từ khóa này để chúng mình có một cái gì đó ấn tượng khi nhắc về Hoàng Phủ Ngọc Tường, là chúng mình nhớ ngay một tác giả gắn bó với Huế, gắn bó với những dòng sông hoài niệm. Nhớ chị điều đấy nhá. Và cái ý số 3 các bạn nhớ cho chị, đấy chính là phong cách nghệ thuật. Cái phần này thì các bạn đặc biệt phải nhớ cho chị, nó không còn là một cái nét nổi bật các bạn nhớ nữa, mà các bạn phải nhớ, đặc biệt phải nhớ. Bởi vì nếu có ra vào sông Hương, nếu có ra vào Hoàng Phủ Ngọc Tường, thì cái câu hỏi phụ có thể ra chắc chắn là yêu cầu các bạn nhận xét về phong cách nghệ thuật của tác giả này. Vậy thì các bạn cần phải nhớ cho chị những cái cộng đầu dòng phía sau, để chúng mình còn có ngữ liệu để mà viết khi chúng mình nói về phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường nhá. Nhớ cho chị, phong cách của Hoàng Phủ Ngọc Tường đó là sự kết hợp ăn ý giữa chất trí tuệ và chất trữ tình. Là sự kết hợp giữa chất trí tuệ và trữ tình. Trí tuệ và trữ tình. Cộng đồng dòng số 2, các bạn đã đọc hết tất cả văn bản trong sách giáo khoa về dòng sông Hương này chưa? Nếu như các bạn đã có đọc rồi thì chúng ta còn thấy được rằng ngoài Nguyễn Tuân thì còn có một Hoàng Phủ Ngọc Tường rất là am hiểu nhiều ngành nghệ thuật khác nhau, nhiều mảng kiến thức khác nhau. Thế nên khi nói về phong cách của Hoàng Phủ Ngọc Tường, các bạn cũng nhớ cho chị thêm một ý số 2 này nữa. Đó chính là ông vận dụng rất là nhiều kiến thức, chủ đề khác nhau. Vận dụng nhiều kiến thức ở lĩnh vực khác nhau. Vận dụng nhiều kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau. Đó là lĩnh vực nào các bạn có biết không? Đấy là lịch sử, đấy là văn hóa, đấy là thi ca, đấy là địa lý. Được chưa nào? Hãy nhớ cho chị điều này. Và khi đi tìm hiểu dòng sông Hương, chúng ta cũng sẽ thấy Hoàng Phủ Ngọc Tường
sử dụng những cái lĩnh vực này để nhìn nhận vẻ đẹp của dòng sông. Thế nên nhớ cho chị nhá. Rồi, ý số 3 là các bạn nhớ cho chị cái cộng đầu dòng số 3 khi nói về phong cách nghệ thuật của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Những sáng tác của ông thì cái lối hành văn của nó rất là xúc tích, hướng nội, mê đắm và tài hoa. Hành văn, xúc tích, hướng nội, mê đắm và tài hoa. Rồi các bạn ơi, các bạn đã nhớ hết tất cả cái cộng đầu dòng mà chị vừa mới cùng với chúng mình điểm qua chưa nào? Nếu như nhớ rồi, nhớ tất cả những cái điểm này nhớ rồi thì có thể lưu ý thêm cho chị một chút xíu nữa. Hoàng Phủ Ngọc Tường không những làm văn đâu, không những viết văn đâu, mà ông còn làm thơ nữa. Ông có những cái sáng tác bằng thơ, những cái tác phẩm thơ. Và đối với những tác phẩm thơ của ông thì đều mang một cái nỗi buồn hoài niệm với những quan niệm về lẽ sống chết. Và cái phần này thì các bạn chỉ cần lưu ý thêm cho chị thôi. Còn nếu như đặt để trong cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ và chúng ta đặt để trong mối quan hệ và chúng ta đặt để trong mối quan hệ là bây giờ chúng mình phân tích ai đã đặt tên cho dòng sông Hoàng Phủ Ngọc Tường thì các bạn chỉ cần nhớ tất cả những cái điều mà chị đang cùng với các bạn phân tích ở trên đây thôi, ok không nào? Và đặc biệt nhớ cho chị này, sự nghiệp sáng tác, đặc biệt phong cách nghệ thuật để chúng mình có thể trả lời câu hỏi phụ nhá. Chị để chữ to hơn hả? Ok, nhất trí nhá, để chị sẽ để cỡ chữ to hơn. Chị để cho các bạn hẳn là 16 nhá, 16, 15 gì đấy. Các bạn ơi, các bạn đã thấy to hơn chưa? Nhưng mà chị lại thấy to quá rồi. Thôi, chị sẽ thu nhỏ bớt. 16 nhá. Rồi, ok. Như thế này là các bạn đã nhìn rõ hơn chưa nào? Nếu như rõ hơn rồi thì chúng mình tiếp tục nhá. Đấy là về tác giả. Còn cái quan trọng nữa, đấy là phần số 2. Chúng mình sẽ đi tìm hiểu về tác phẩm. Nếu như nói về tác phẩm thì chúng mình không thể bỏ qua được hoàn cảnh sáng tác, đúng không nào? Vậy thì hoàn cảnh sáng tác của ai đã đặt tên cho dòng sông thì chúng mình có còn nhớ không? Và nhớ cho chị nhá, khi chị chấm bài thì chị có một cái lưu ý như thế này. Trong phần hoàn cảnh sáng tác thì các bạn chú ý nêu được cho chị, nghĩa là cái năm cụ thể mà tác giả đó viết cái bài đó, viết cái tác phẩm đó. Như chị thấy nhá, dường như là đối với phần tác phẩm nhá, khi mà các bạn viết về hoàn cảnh sáng tác, chị chấm bài có rất nhiều bạn chỉ nêu rất là chung chung thôi. Và đặc biệt là chị đang chấm bài Chiếc thuyền ngoài xa với hai phát hiện ấy, thì dường như các bạn đều chỉ đặt để là được sáng tác vào những năm 80 của thế kỷ 20 thôi. Mà rõ ràng là chúng mình cũng có thể nhớ được cái năm sáng tác cụ thể của bài đó năm 1983 cơ mà. Chúng mình nhớ được thì tại sao chúng mình không viết cụ thể? Nhớ chị nhá, phần hoàn cảnh sáng tác phải nêu cụ thể cho chị. Vậy thì ở đây có bạn nào còn nhớ hoàn cảnh sáng tác của ai đã đặt tên cho dòng sông không? Có còn nhớ không ạ? Rồi, ở đây là bạn nào muốn đi rửa mặt cho tỉnh ngủ thì cứ đi rửa mặt, bạn nào khát nước thì cứ uống nước, còn quay trở lại đây thì chúng mình vẫn tiếp tục chiến đấu với chị nhá. Rồi, bây giờ có một cái câu hỏi đây này. Hoàn cảnh sáng tác của ai đã đặt tên cho dòng sông có còn nhớ hay không ạ? Có còn nhớ con số cụ thể không hay nhớ mang máng gì đấy về hoàn cảnh sáng tác không? Nếu như các bạn không nhớ thì có lẽ là chị sẽ cung cấp lại phần thông tin này. Và sau khi mà chị cung cấp xong là phải khắc ghi luôn, để nhỡ có mà vào thì còn biết đường mà viết các em nhá. Hoàn cảnh sáng tác thì được Hoàng Phủ Ngọc Tường viết tại Huế vào ngày mùng 4 tháng 1 năm 1981. Được viết tại Huế. Viết tại Huế. Có ngày tháng cụ thể luôn. Đấy là ngày mùng 4 tháng 1 năm 1981. Ok không nào? Nói một chút xíu về cái hoàn cảnh sáng tác này nhé. Năm 1981, các bạn so sánh với chị vào năm mùa xuân năm 1975. Đây là một khoảng thời gian khá gần nhau, cách nhau có 6 năm thôi. Chính vì thế mà cái cảm hứng ngợi ca khi mà chúng ta giành chiến thắng đất nước thống nhất Bắc Nam một nhà ấy, thì cái cảm hứng ngợi ca lúc này nó bừng sáng lên trong mỗi tác phẩm. Và cũng trong cái mạch nguồn không khí ấy thì Hoàng Phủ Ngọc Tường đã sáng tác cái tác phẩm này. Nó thể hiện cái lòng yêu nước, cái niềm tự hào dân tộc. Thì nhớ cho chị một chút thông tin liên quan về năm 1981.
Nó gần với mùa xuân năm 1975, khi mà chúng ta chiến thắng, lập lại hòa bình cả hai miền Bắc Nam. Thì hãy nhớ cho chị, trong cái mạch cảm hứng ngợi ca và tự hào về dân tộc, về đất nước như vậy, như thế, thì Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng trong cái nguồn mạch đó để viết nên tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông, để dường như thể hiện cái niềm tự hào, rồi để thể hiện tình yêu của mình dành cho quê hương đất nước, dành cho xứ Huế thân thương thơ mộng là như thế. Thì các bạn chú ý thêm cho chị một chút xíu về cái năm 1981 này nhá các bạn nhá. Rồi, ok. Và cái số 2 mà các bạn cần phải nhớ cho chị, đấy chính là tác phẩm này mới đầu được viết ý, thì nó không phải là tên là Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông đâu, mà ban đầu có tên là Hương Ơi Em Phải Chăng Mày. Ban đầu thì tác phẩm này có tên là Hương Ơi. Các bạn thấy Hương Ơi này như gọi tên một người thương, một người em, chứ không phải là một dòng sông nữa. Hương Ơi Em Phải Chăng Mày. Đó, thì các bạn chú ý cho chị nhá. Ban đầu có tên là như vậy. Và về sau thì được rút trong tập. Về sau thì cái tập bút ký này được xuất bản năm 1986 và rút trong cái tập cùng tên. Đó, thì các bạn chú ý thêm cho chị một cái thông tin đó nữa. Rồi, còn quan trọng nhất khi chúng mình tìm hiểu về tác phẩm, thì bây giờ chị cùng với các bạn, chúng mình sẽ cùng nhau đi phân đoạn cho tác phẩm này. Tại sao chúng ta có cái phần phân đoạn này? Là bởi vì trong những năm gần đây thì các bạn thấy rồi, không bao giờ, không phải là không bao giờ, mà cái việc mà bộ cho chúng mình phân tích cả một hình tượng xuyên suốt cả tác phẩm thì hình như là không có nữa. Trong những năm gần đây nhất thì chỉ là những cái đoạn trích rất là nhỏ thôi. Vậy thì đối với Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông thì chúng mình sẽ phân đoạn như thế nào? Thì bây giờ các bạn chú ý vào cho chị trong sách giáo khoa nhá. Bài này phân đoạn rất là dễ, thế nên các em ơi, các bạn chú ý vào đây cho chị. Bạn nào mà đã đọc tác phẩm rồi thì chị tin là phần này không khó. Nếu như chúng mình mà chưa đọc tác phẩm thì sẽ phải thực sự tập trung chỗ này để chúng mình cùng nhau đi phân đoạn. Như chị đã nói, về phong cách của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì là một người hiểu biết rất là nhiều kiến thức ở những lĩnh vực khác nhau. Và những cái lĩnh vực đó là lịch sử, là văn hóa, là thi ca, là địa lý. Và điều đó đã được Hoàng Phủ Ngọc Tường áp dụng trong chính cái bài này. Chính vì thế khi chúng ta phân tích vẻ đẹp của dòng sông Hương, chúng ta cũng sẽ được nhìn nhận dưới các góc độ của các lĩnh vực khác nhau. Đầu tiên, đấy là lĩnh vực địa lý. Sông Hương được nhìn nhận dưới góc độ địa lý thì các bạn chú ý cho chị, đó là từ đầu trong những dòng sông đẹp ở nước mà tôi thường nghe nói đến, hình như chỉ có sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Tiếp đến góc độ địa lý nhá, thì các bạn tiếp hết cho chị cho đến cái phần đoạn ấy là tấm lòng người dân nơi châu Hóa xưa mãi mãi chung tình với quê hương xứ Huế. Đấy là vẻ đẹp của dòng sông Hương được nhìn ở góc độ địa lý. Ok không nào? Và ở góc độ địa lý này thì dòng sông Hương sẽ được phân tích theo thủy trình. Phân tích theo thủy trình ở đây thì các bạn lại tiếp tục chú ý cho chị nhá. Dòng sông Hương đầu tiên là ở thượng nguồn, thì đấy là ở đoạn 1. Đó là đầu tiên nhất. Cho đến đâu? Dưới chân núi Kim Phụng. Và đây là vẻ đẹp của dòng sông Hương ở thượng nguồn. Các bạn ơi, các bạn có kịp để đánh dấu không? Các em ơi, tập trung nào, các bạn có kịp để đánh dấu phần phân tích đoạn trích của dòng sông Hương này không? Nếu như mà các bạn không kịp thì bảo chị, nhắn cho chị, bình luận cho chị biết nhá. Chị đang cùng các bạn phân tích đoạn trích của dòng sông Hương dưới góc độ địa lý. Thế nên các bạn ơi, tập trung nhá. Dưới góc độ địa lý, chị nói lại một chút xíu này. Dưới góc độ địa lý thì chúng mình sẽ nhìn nhận vẻ đẹp theo dòng chảy từ thượng nguồn cho đến mãi hạ lưu sông và về trong lòng thành phố Huế rồi ra ngoại vi thành phố Huế. Thì đầu tiên, vẻ đẹp ở thượng nguồn là đoạn 1. Các bạn chú ý cho chị đoạn 1, chấm hết đến dưới chân núi Kim Phụng. Chú ý cho chị ở đấy nhá. Xong đoạn 1 rồi này, rồi ok, chính xác, cảm ơn Trà My. Nếu như đã nắm bắt được rồi thì chị sẽ chuyển sang đoạn 2. Và ở đoạn 2 thì vẻ đẹp của sông Hương được Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn nhận qua ngoại vi thành phố Huế. Được chưa nào? Đấy chính là vẻ đẹp số 2.
tiếp tục theo dòng chảy đến ngoại vi thành phố Huế là đoạn 2, tiếp đó cho đến những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà. Đã đánh dấu được chưa nào? Đấy chính là đoạn 2 nhá. Đoạn 3 và đoạn 4, đấy chính là vẻ đẹp của dòng sông khi rời vẻ đẹp của dòng sông trong lòng thành phố Huế. Được chưa các em ơi? Đoạn 3 và đoạn 4 là vẻ đẹp của dòng sông trong lòng thành phố Huế. Và phần này các bạn chú ý cho chị, từ đây Như đã tìm đúng đường về, sông Hương vui tươi hẳn lên chấm 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 cho đến hết, đó chính là tứ đại cảnh. Đấy là 3 và 4. Đoạn 3 và đoạn 4 này là thể hiện vẻ đẹp của dòng sông Hương trong lòng thành phố Huế. Được chưa? Đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần slide chị đang trình chiếu ở đây này. Đó, ở thượng nguồn là đoạn 1, mà đoạn 1 thì các bạn đã kịp đánh dấu này. Đoạn 2 thì cũng đã kịp đánh dấu rồi. Đoạn 3 và đoạn 4 là cũng đã kịp đánh dấu rồi. Vậy thì đoạn cuối cùng là đoạn 5, là các bạn có thể nhìn thấy ngay, rời khỏi kinh đô chấm 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 cho đến mãi mãi trung tình với quê hương xứ sở. Đây là vẻ đẹp của dòng sông Hương khi rời khỏi thành phố Huế. Đã nhìn nhận tất cả ở dưới góc độ địa lý chưa? Với góc độ địa lý thì chúng ta có 5 đoạn, và 5 đoạn đó vẻ đẹp của dòng Hương sẽ theo dòng chảy từ thượng nguồn trôi về đồng bằng trong lòng thành phố Huế và chia tay Huế để trở về với biển cả. Nhớ cho chị nhá, những cái phân đoạn trong sách giáo khoa nó được thể hiện rất rõ ràng. Ở mỗi một đoạn thì đều được cách và lùi đầu dòng, thế nên các bạn rất dễ để đánh dấu. Rồi, sau khi chúng mình đã đánh dấu được dòng sông Hương ở góc độ địa lý thì các bạn chuyển sang cho chị. Sông Hương tiếp tục được nhìn nhận ở một góc độ khác, đấy chính là góc độ lịch sử. Và ở góc độ này thì các bạn chú ý cho chị đoạn số 6. Bắt đầu từ hiển nhiên là sông Hương đã sống những thế kỷ quang vinh với nhiệm vụ lịch sử của nó. Đã tìm thấy đoạn đấy chưa nào? Nếu như tìm thấy rồi thì chấm 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 cho đến lặng đi trong cảm xúc đột ngột của một lời thề. Đấy chính là đoạn 6. Sông Hương được nhìn nhận dưới góc nhìn của lịch sử. À rồi, các bạn đã đánh dấu được chưa? À chị ghi ra được không ạ? À chị cũng muốn ghi ra lắm, nhưng hiện tại thì trên màn hình của chị đã thể hiện rất là rõ các đoạn ở đây rồi. Và các bạn lưu ý cho chị nhé, trong phần bài của sông Hương á, thì các đoạn được phân rất là cụ thể và rõ ràng, bởi vì với mỗi một đoạn đều được cách và xuống dòng. Các bạn đã kịp phân đoạn khi mà nhìn nhận xong sông Hương dưới góc nhìn lịch sử chưa? Bắt đầu từ hiển nhiên là dòng sông Hương đã sống những thế kỷ quang vinh chấm 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 cho đến đều lặng đi trong cảm xúc đột ngột của một lời thề chấm. Thì đấy là sông Hương được nhìn nhận dưới góc độ lịch sử. Và cuối cùng, đoạn 7, 8 và 9, tất cả những cái phần còn lại phía sau đó, sông Hương là vậy, là dòng sông của thời gian ngân vang, của sử thi khi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc chấm 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 cho đến cái câu hỏi tu từ ai đã đặt tên cho dòng sông đó, là 3 đoạn còn lại 7, 8 và 9. Thì lúc này sông Hương lại được nhìn nhận dưới góc độ văn hóa và thi ca. Các bạn ơi, các bạn đã nắm rõ được phần phân đoạn trích của ai đã đặt tên cho dòng sông chưa? Chị sẽ nói lại một lần nhá. Nhìn vào đây thì chúng mình sẽ thấy được rằng sông Hương sẽ được nhìn nhận qua 3 góc độ. Đó là địa lý, là lịch sử, là văn hóa và thi ca. Các bạn đặc biệt chú ý cho chị, dòng sông Hương khi nhìn nhận ở góc độ địa lý thì được Hoàng Phủ Ngọc Tường phân tách theo cái dòng chảy. Đoạn 1 là dòng sông ở thượng nguồn. À, ở thượng nguồn thì các bạn chú ý cho chị ngay từ đầu tiên thôi, rất là dễ để phân đoạn rồi. Đoạn 2 là trôi về đồng bằng. Đoạn 3 là trong, đoạn 3 và 4 là sông Hương trong lòng thành phố Huế. Và cuối cùng là sông Hương rời Huế để trở về với biển cả là đoạn số 5. Còn đoạn 6, 7, 8 và 9 nó đã được phân tách rất là cụ thể và rõ ràng trong sách giáo khoa. Các bạn thấy này, ở với mỗi một đoạn thì đều được lùi đầu dòng và xuống dòng. Thế nên các bạn rất dễ để có thể phân tích được, rất dễ để đánh dấu. 2K6 xuất phát sớm, đừng quên like và share video để nhận bộ tài liệu tác giả tác phẩm miễn phí nhé.